bán. Của nó vừa đến. Ủa ơi, mình bị hai ông cắn rồi. Đây nhá, bây giờ để 10. Để 10 nó ngủ 20. 20 tháo hơi đi kiểm tra. Nếu mà cảm thấy một cứng thì ngủ trước và bật 5 nước. 5 nước đó là khoảng 15 phút sau phải tháo hơi ngay. Thì để là xong mình sẽ biết cái độ tháo hơi rồi. Tại vì là anh nghĩ cái lạng này nó cứng nhưng mà nếu phải cái lạng này nó là mềm. Không xương em ăn đến mềm. Thế mày nói là cơm mềm tao mới giật mình. Cái lồi này nó vẫn mới, nó đang khỏe, nó ép được tí hơi nữa. Nó sợ mất hơi.